Cà phê thơm quá con gái. Chắc là cà phê thứ thiệt mới đậm đà như vậy. Như ở nhà bay pha đó. Thật ngon và sánh. Và không gì sánh bằng vị nhà. Ba ơi. Ba đây con. Con đang pha cà phê tự nhiên nhớ đến ba. Mới cà phê Pho Nha Lam không gì sánh bằng vị nhà.